một loại hoa trồng làm cảnh nhưng tốt ngang nhân sâm, tổ yến, vừa hạ đường huyết vừa cải lão hoàn đồng. Không chỉ có sắc, có hương, loại hoa này còn mang nhiều công dụng tốt cho sức khỏe người sử dụng. Dâm bụt là loại cây trồng làm hàng rào đã quá quen thuộc với người Việt. Không chỉ tạo vẻ đẹp cho khu vườn của bạn, một số bộ phận của cây dâm bụt còn có tác dụng dược lý, đặc biệt là hoa. Phần hoa của cây này chứa khá nhiều vitamin, khoáng chất nên được nhiều chuyên gia y khoa đánh giá cao về trong việc điều trị một bệnh mãn tính. Dưới đây là một số lợi ích của loại hoa này: kiểm soát đường huyết. Trà chiết xuất từ hoa dâm bụt chứa phytochemical đã được chứng minh có khả năng kiểm soát đường huyết, phòng ngừa các yếu tố gây bệnh tiểu đường. Chuyên gia dinh dưỡng đang công tác tại Mỹ Betterly cho biết, bệnh nhân tiểu đường uống 150 ml trà hoa dâm bụt mỗi ngày trong 4 tuần đã cải thiện tình trạng kháng insulin và một số loại lipoprotein nhất định, ngăn ngừa tác hại của gốc tự do. Hoa dâm bụt là loại cây giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật do sự tích tụ của các gốc tự do. Theo một số nghiên cứu, chiết xuất hoa dâm bụt có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa và tăng mức độ chống oxy hóa trong máu ở những người mắc hội chứng ma phần. Một chứng rối loạn ảnh hưởng đến mô liên kết. Ngoài ra, chiết xuất hoa dâm bụt giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào ở chuột, kiểm soát ung thư. Những polyphenol trong hoa dâm bụt được chứng minh là gây chết tế bào ung thư biểu mô dạ dày ở người. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng axit rotor tu cơ cơ trong dâm bụt, một hợp chất phenolic chiết xuất từ hoa dâm bụt khô được chứng minh là có khả năng gây ra các tế bào bệnh bạch cầu ở người. Hạ huyết áp Huyết áp cao có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn lối sống ít vận động, ăn nhiều muối, mắc các bệnh béo phì, tiểu đường. Tin tốt là trà dâm bụt có thể giúp giảm huyết áp. Một nghiên cứu đăng trên chuyên sàn Journal of Advanced Pharmaceutical Suter Cổ Tech No cho thấy uống trà dâm bụt trong một tháng có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trường. Cải thiện cholesterol trong máu Cholesterol HDL được xem là cholesterol tốt, trong khi cholesterol LDL là cholesterol xấu. Nồng độ cholesterol xấu trong máu cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong khi đó, cholesterol tốt HDL được chứng minh là có thể giúp kiểm soát cholesterol xấu LDL. Một số nghiên cứu cho thấy trà dâm bụt có thể làm tăng cholesterol tốt HDL và giảm cholesterol xấu LDL, cải thiện sức khỏe gan. Một số nghiên cứu cho thấy uống trà chiết xuất từ hoa dâm bụt thường xuyên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe gan. Gan nhiễm mỡ là căn bệnh thường đi kèm với thừa cân, béo phì. Gan đóng vai trò quan trọng với chức năng miễn dịch, sản xuất protein, tiêu hóa và nhiều chức năng quan trọng khác. Do đó, giữ gan khỏe mạnh là rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy trà dâm bụt có tác dụng hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, chống béo phì và ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ quanh bụng, cải thiện tâm trạng. Hoa dâm bụt có chứa flavonoid như anthocyanin và quercetin. Nếu bạn bị trầm cảm, bạn có thể cân nhắc uống trà dâm bụt để giảm các triệu chứng trầm cảm. Những flavonoid này có hoạt tính chống trầm cảm nên giúp giảm trầm cảm. Cùng với đó, chiết xuất dâm bụt có đặc tính chống lo âu và tác dụng an thần, có nghĩa là khi tiêu thụ nó, bạn sẽ giảm lo lắng và thúc đẩy giấc ngủ sâu. Bạn có thể dùng ở dạng túi trà, trà pha sẵn, cánh hoa rời, bột đóng gói và chiết xuất lỏng, làm chậm quá trình lão hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, trà chiết xuất từ hoa dâm bụt rất giàu vitamin C, có khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen, một chất giúp tăng cường độ đàn hồi cho làn da. Chưa kể lượng lớn các chất chống oxy hóa của loại trà này cũng ức chế tác động của gốc tự do, giảm oxy hóa giúp làn da bớt nếp nhăn trông thấy. Hỗ trợ giảm cân Ít ai biết rằng loại trà chiết xuất từ hoa dâm bụt cũng có khả năng giúp chúng ta giảm cân. Chuyên gia dinh dưỡng Beth chia sẻ, trà hoa dâm bụt giúp cơ thể tự điều chỉnh sự trao đổi chất nên làm mỡ thừa tiêu nhanh hơn. Chúng còn ngăn chặn sự tích tụ của mỡ thừa và chuyển hóa thành năng lượng, giúp cơ thể thon gọn đáng kể. Tổng hợp, uống bột sắn dây có tác dụng gì? Bột sắn dây là thức uống được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Vậy uống bột sắn dây có tác dụng gì? Bột sắn dây được chế biến từ cây sắn dây và dùng nhiều trong đời sống hàng ngày. Bột sắn dây là loại thực phẩm vừa được dùng để pha thành thức uống, vừa được nấu chín để ăn như món chè, súp. Vậy uống bột sắn dây có tác dụng gì? Tác dụng của bột sắn dây Theo y học cổ truyền, tinh bột sắn dây vị ngọt, tính mát, vào được các kinh tỷ, vị và phế, công dụng tán nhiệt, tuyên độc, giải biểu, thấu trần, sinh tân dịch, chỉ tả, giải co giật, chỉ khát, giải độc rượu, thoái nhiệt, giải cơ và thăng đề vị khí, thường được dùng để chữa chứng biểu nhiệt, làm cho da mồ hôi, tiêu độc, chữa đau vai gáy, viêm họng, nhức đầu. Tinh bột sắn dây thường dùng để pha trực tiếp với nước hoặc kết hợp với một vài vị thuốc đông y giúp cho cơ thể hạ nhiệt, chữa sốt nóng, viêm họng, mẩn ngứa, kích thích tiêu hóa. Uống bột sắn dây có tác dụng gì? Dưới đây là những công dụng phổ biến của sắn dây khi uống được đăng tải trên website bệnh viện đa khoa Vinmec. Chữa sốt, nhức đầu do cảm nắng, pha bột sắn dây với nước sôi, thêm chút đường hoặc đậu ván đã giã nát uống trong ngày chữa ngộ độc thực phẩm, pha bột sắn dây hoặc dùng củ sắn dây tươi với ngó sen tươi đã dã nát, vắt lấy nước uống. Chữa ngộ độc rượu, chữa ngộ độc rượu dùng hoa của cây sắn dây cùng với các vị thuốc nam khác như hoàng liên, hoạt thạch, cam thảo, tất cả được tán thành bột và trộn với nước để thành viên, hoặc cũng có thể nấu thành nước mát uống. Báo lao động cũng dẫn nguồn heo lai cho biết, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó. Máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch. Chưa hết, sử dụng bột sắn dây cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách ức chế protein xấu là PTP1B, một loại protein gây nên các bệnh về tiểu đường hay làm suy yếu hoạt động của tim. Bên cạnh đó, trong bột sắn dây cũng có chứa từng. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa cũng như cải thiện khả năng phục hồi. Những lợi ích trên cũng sẽ giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại những bệnh viêm nhiễm, đồng thời khiến các vết thương bị viêm mau chóng lành hơn. Với cặp đôi chống viêm cùng chống oxy hóa trong bột sắn dây, chúng cũng mang lại kết quả giúp bảo vệ não bộ tránh nguy cơ suy giảm nhận thức cũng như tình trạng não hoạt động kém hiệu quả đặc biệt khi sử dụng bột sắn dây cũng giúp hỗ trợ trong quá trình phục hồi chấn thương sọ não hay giảm nguy cơ đột quỵ bên trong bột sắn dây cũng chứa phai tốt chốt gen hợp chất thực vật tác dụng khá tương đồng với estrogen nhằm tăng khả năng điều hòa nội tiết tố giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi khó chịu ở thời kỳ mãn kinh đối với phụ nữ với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi uống bột sắn dây có tác dụng gì rồi phải không? Bột sắn dây rất tốt nhưng uống sai cách sẽ thêm bệnh. Bột sắn dây là món ăn khá quen thuộc với người Việt. Loại bột thanh mát này thường được dùng để giải nhiệt. Trong y học cổ truyền, sắn dây còn là vị thuốc với tên gọi là cát căn. Cát căn có vị ngọt, tính bình, có tác dụng giải cơ thoái nhiệt, sinh tần chỉ khát và dùng để chữa miệng khát nhức đầu, tả lị ra máu. Liều dùng là từ 8, 20 gram. Ngoài ra, bột sắn dây cũng được dùng trong các trường hợp trẻ nhỏ bị sốt để hạ nhiệt cơ thể. Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội cho biết, bột sắn dây làm từ củ sắn dây. Trong rễ sắn dây có rất nhiều tinh bột, các axit amin tốt cho sức khỏe. Sắn dây có thể được dùng để nấu dưới dạng chè hoặc cháo. Bột sắn dây có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng và giảm mệt mỏi. Dân gian thường dùng bột sắn dây nấu cùng vừng đen cho thêm đường mật, có tác dụng chữa chứng bệnh nóng âm ỉ trong xương, giải nhiệt, giải cảm, xua tan mệt mỏi và tăng lực cho cơ thể. Theo ông Sáng, trong những ngày hè nắng nóng, trẻ bị rôm sảy có thể dùng bột sắn dây nấu chín ở dạng loãng để uống, chứng bệnh sẽ thuyên giảm. Ngoài ra, bột sắn dây còn được dùng giải độc tố bằng cách dùng củ sắn dây, ngó sen giã nát vắt lấy nước uống trong ngày. Bột sắn dây là thực phẩm có tính hàn, vì vậy không nên cho trẻ con uống nhiều, dễ gây tiêu chảy. Phụ huynh nên dùng bột sắn dây nấu chín để giảm bớt kinh hàn khi cho trẻ nhỏ sử dụng. Đặc biệt, những người có các triệu chứng như đầy bụng, chướng hơi, lạnh bụng, tay chân thường lạnh không khát nước, sắc mặt vàng tái, đại tiện lỏng không nên dùng sắn dây sẽ làm tăng các triệu chứng trên. Một số bài thuốc từ sắn dây. Trong đông y, sắn dây là loại dược liệu được sử dụng khá nhiều bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải khát, giải cảm, người bệnh có biểu hiện sốt, sợ lạnh, sợ gió, đau đầu, gáy cứng đau. Dùng bài thuốc, cát căn 12g, quế chi 6g, ma hoàng 8g, sinh khương 8g, bạch thược 6g, chích cam thảo 6g, đại táo 12 quả. Sắc uống ngày một thang chia làm 3 bữa tăng cường sữa cho phụ nữ, đốt dây sắn thành than, nghiền cho mịn. Mỗi lần pha 6 gam bột than với 50 ml rượu trắng, sữa sẽ về. Chữa cảm nắng, dùng 12 gam bột sắn dây hòa vào nước nguội, cho chút đường, khuấy đều trước khi uống. Chữa ngộ độc thức ăn kèm đại tiện máu, dùng 500 ml nước sắn dây tươi và 500 ml nước ngó sen tươi khuấy đều. Uống từng ít một đến khi hết triệu chứng đại tiện ra máu thì dừng. Ngộ độc rượu, dùng 30g bột hoa sắn dây, 15g bột cam thảo pha với nước uống nhiều lần trong ngày. Chữa chứng lị do nhiệt, người bệnh có biểu hiện đau bụng mót dặn, đi ngoài cảm giác nóng rát hậu môn, có thể đại tiện ra máu. Lấy khoảng 15g bột sắn dây, hòa tan với đường vừa đủ trong 300ml nước, cho lên bếp khuấy chín đặc để nguội rồi ăn. Ngày làm 2 đến 3 lần. Vị lương y cho biết sắn dây là thực phẩm rất lành tính, nhưng khi dùng làm thuốc chữa bệnh nên tham vấn ý kiến của người có chuyên môn. Loại rau trắng nõn, giòn ngọt chỉ vài nghìn cả túi nhưng là mọp protein, hạ đường huyết, tốt cho tim mạch và sinh lý. Rất nhiều thực phẩm sau khi nảy mầm sản sinh ra chất độc, không nên ăn nhưng giá đỗ là một ngoại lệ. Loại rau mầm này giá rẻ nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Giá đỗ được hình thành từ việc ngâm ủ, nảy mầm hạt đậu. Loại rau mầm này thường được nảy mầm từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi làm bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ. Giá đỗ được yêu thích, rất phổ biến trên mâm cơm Việt không chỉ vì vị giòn ngọt đặc trưng mà còn rất dễ làm, dễ mua, giá rẻ và mang lại nhiều lợi ích từ sức khỏe cho tới làm đẹp. Có thể kể đến 8 lợi ích tuyệt vời giá đỗ mang lại như: 1. Cung cấp nhiều dinh dưỡng. Cũng như các loại rau mầm khác, giá đỗ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, có thể kể đến như protein, magie, Phosphor, mangan, folate, vitamin K và vitamin C cùng các hợp chất oxy hóa và nhiều loại axit amin thiết yếu. Trong đó, không thể không nhắc tới lượng protein dồi dào trong giá đỗ. Nhiều người không biết rằng loại rau mầm này là mọp protein thực vật. Mỗi 100 gram giá cung cấp khoảng 5,3 gram protein. Protein trong giá đỗ cũng rất dễ hấp thụ, tốt cho tiêu hóa và không gây tăng cân, tốt cho sức khỏe. 2. Hạ đường huyết Giá đỗ là loại rau cực tốt với những người có đường huyết cao, mắc bệnh tiểu đường. Do giá đỗ chứa rất nhiều chất chống axit, vitamin C có thể phát huy tác dụng chống lão hóa rất tốt. 100g giam giá đỗ tương có 44kcal, chất niacin và vitamin B1 chứa trong giá đỗ có tác dụng điều hòa bài tiết insulin và hạ đường huyết. Nó còn có khả năng điều chỉnh hoạt động của enzyme amylase, một loại enzyme được cơ thể sử dụng để vận chuyển lượng đường trong máu. Ngoài ra, giá đỗ nhiều chất xơ nhưng lại chứa rất ít carbon rát và giàu protein dễ hấp thu. Điều này giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng hàng ngày. 3. Bảo vệ tim mạch Hoạt chất saponin có trong giá đỗ có khả năng giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó ngăn ngừa lipid máu và các bệnh về tim mạch. Trong giá đỗ còn có phytoestrogen, là một loại hóc môn có tác dụng tương tự như estrogen. Loại hóc môn này có khả năng hỗ trợ quá trình lưu thông máu ở động mạch. Cùng với một lượng lớn vitamin C, giá đỗ có tác dụng tác dụng hạ đường huyết và cholesterol có thể ngăn ngừa các biến chứng tim mạch. 4. Tốt cho xương khớp. Giá đỗ chứa một lượng lớn kẽm và magie giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp. Đặc biệt, trong giá đỗ có chứa 0,19mg mangan, chất này khi kết hợp với vitamin C và vitamin D sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi. 5. Cải thiện tiêu hóa. Giá đỗ chứa hàm lượng lớn các enzyme và chất xơ không hòa tan có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời cải thiện các phản ứng hóa học trong cơ thể. Nó cũng giúp duy trì nồng độ axit trong dạ dày, giảm chứng co thắt đường ruột. Bên cạnh đó, các enzyme này còn giúp hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, từ đó tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua hệ tiêu hóa. 6. Giảm nguy cơ ung thư. Giá độ chứa nhiều chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic, nhiều gấp 6 lần so với đậu xanh thông thường. Những chất này có tác dụng trung hòa các phân tử có hại, là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Sau khi ăn giá đỗ có thể giảm tích tụ axit lactic trong cơ thể, loại bỏ mệt mỏi và tốt cho miễn dịch, yếu tố quan trọng để chống lại ung thư. Điều quan trọng là chất diệp lục trong loại rau mầm này có thể phân hủy amin nitrogen trong cơ thể con người, có thể ngăn ngừa ung thư trực tràng. Cùng với các chất isoflavon trong giá đỗ còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống ung thư, hạn chế nguy cơ di căn, giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ. 7. Tốt cho sinh lý Loại rau giá rẻ, chỉ vài ngàn cả túi, dễ mua ở bất cứ chợ Việt nào này hóa ra lại là thuốc quý trong cải thiện sinh lý, đặc biệt là với phái mạnh, bởi nó chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, E, omega 3, omega 6, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, chống oxy hóa. Ăn giá đỗ cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chứng rối loạn cương dương ở nam giới. Hơn nữa, việc tiêu thụ giá đỗ được cho là có thể kích thích ham muốn tình dục, cung cấp nhiều năng lượng cho cuộc yêu thăng hoa ở cả nam và nữ. Ngoài ra, giá đỗ giàu phytoestrogen, một loại hóc môn có tác dụng tương tự như estrogen. Nhờ vậy, giúp cải thiện rối loạn nội tiết tố nữ, tăng hiệu quả chuyện ấy và khả năng thụ thai. 8. Lợi ích làm đẹp của giá đỗ Giá đỗ cũng có nhiều tác dụng trong làm đẹp, nhưng nổi bật nhất là giảm cân, dưỡng da và dưỡng tóc. Loại rau này giúp giảm cân bởi giàu dinh dưỡng nhưng ít calo và chứa nhiều chất xơ. Nó tham gia vào quá trình ngăn chặn quá trình giải phóng gelin, một loại hóc môn gây cảm giác đói từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Đối với làn da, giá đỗ giúp làm ẩm da, trắng da, giảm thâm nám và nếp nhăn, giảm hấp thụ tia từ ngoại nhờ chất chống oxy hóa dồi dào, cùng vitamin E và vitamin C. Hợp chất silic trong nó giúp thải độc, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn. Còn với tóc, giá đỗ cung cấp kẽm, sắt, kali, vitamin B, đồng, magie, giúp nuôi dưỡng các nang tóc, làm cho mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, giảm gãy rụng. Lưu ý, khi mua giá đỗ hãy cẩn trọng với các loại giá đỗ không dễ vì quá trình sản xuất dễ chứa chất độc hại. Giá đỗ có màu, mùi khác lạ cũng không nên ăn. Dù có thể ăn sống giá đỗ nhưng hãy hạn chế và tìm nguồn uy tín, vệ sinh thật kỹ. Không nên ăn giá đỗ khi đói bụng, người tiêu chảy trên viêm dạ dày trên tay chân lạnh không nên ăn. Nguồn và ảnh Abolua Wang, Top Beauty, It's It